Tiếp tục với những thông tin liên quan đến an ninh trật tự, vào ngày 17 tháng 4, trên mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh một nữ nhân viên của một khách sạn ở thành phố Hồ Chí Minh giằng co với một đôi nam nữ nghi là nhóm dàn cảnh trộm cắp tài sản của khách thuê phòng. Vụ việc này thực hư ra sao? Chúng ta hãy cùng theo dõi cụ thể ngay sau đây. Vào đêm 14 tháng 4, chị Lê Thảo, quản lý của một khách sạn tại thành phố Hồ Chí Minh, quan sát hệ thống camera khu vực hành lang, phát hiện khách thuê phòng có hành động bất thường. Cụ thể, cô gái thuê chung phòng đi với một khách nam vội vàng rời phòng, đi theo cầu thang bộ xuống sảnh. Chị Thảo chặn cửa cầu thang, giữ người này lại để hỏi cho rõ, nhưng cô gái vùng chạy. Lúc này, một người đàn ông đang ngồi trên xe máy trước cửa khách sạn cũng chạy vào nhằm giải vây cho cô gái. Thấy chị Thảo hô hoán, nhân viên bảo vệ khách sạn cũng chạy tới hỗ trợ. Trong lúc giằng co, người đàn ông còn hành hung chị Thảo và nhân viên bảo vệ. Chị Thảo đi gọi người giúp đỡ thì phát hiện đối tượng chưa rút chìa khóa xe máy. Chị nhanh tay rút chìa rồi chạy sang bên đường nhờ tài xế xe tải hỗ trợ. Cô gái cùng đồng bọn vội vàng đẩy xe chạy bộ thoát thân. Chị Thảo đã trao trả chiếc ví cho khách thuê phòng vì khách nam thấy cô gái đi cùng mình đã biến mất cùng chiếc ví. Tuy biết mình mất tài sản nhưng e ngại lộ thông tin cá nhân nên không trình báo.